Thưa quý vị, với vai trò là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, những năm qua, các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thiết thân của phụ nữ, từ đó tăng cường ảnh hưởng đối với phụ nữ và xã hội, đề cao tính chủ động trách nhiệm của từng cấp hội trong các hoạt động. Nổi bật nhất là tập trung nghiên cứu kịp thời đề xuất các chính sách, đề án phù hợp với thực tiễn đặt ra và nhu cầu nguyện vọng của các cấp hội, như ban hành đề án xây dựng mạng lưới kết nối doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp, tham mưu Hội đồng Nhân dân ban hành nghị quyết số 51 NQ-HDND về cấp bổ sung nguồn vốn 13 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng đề án nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các cấp hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2026. Theo đó, số lượng phụ nữ tham gia cấp ủy, ban thường vụ các cấp ngày càng tăng, có tiếng nói quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là một người đồng bào thiểu số, sau này chúng em có tiếp tục để đẩy mạnh công, thứ nhất là giữ gìn bản sắc của người đồng bào Cơ Tu, thứ hai là tụi em muốn có một cái không gian để là trình bày của người đồng bào trong thời gian đến. Có thể khẳng định rằng năm 2022 là một năm thành công với nhiều dấu ấn nổi bật của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Đó cũng là kết quả của một quá trình xây dựng vun đắp với niềm tự hào, khát vọng cống hiến, kế thừa những giá trị đạo đức, văn hóa của dân tộc. Cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố cũng sôi nổi tổ chức nhiều các hoạt động ý nghĩa thiết thực. Về phía thành hội thì cũng đã tổ chức chuỗi các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Báo cáo chính trị tại đại hội 13 của Đảng đã nêu rõ phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đây cũng chính là sự tiếp nối phát triển quan điểm của Đảng về phụ nữ và công tác phụ nữ Đà Nẵng trong các kỳ đại hội trước, đồng thời khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm cũng như những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra để giải quyết các vấn đề về công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.